Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái áo choàng cho bé 1 đến 2 tuổi. Mình dùng len, cotton mill và kim móc 5mm để hoàn thành cái phần áo này. Đầu tiên các bạn làm cho mình một đoạn dây móc xích gồm 63 mũi bính. Mũi bính thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn làm tiếp giúp mình cho đến khi đủ 63 mũi. Sau khi các bạn móc xong giùm mình 63 mũi bính, các bạn sẽ quay lại móc vào cái chân thứ tư, tính từ mũi len trên kim 1, 2, 3, chân thứ tư. Các bạn sẽ móc vào đây giúp mình một mũi kép đơn, hai bính, 1, 2 và thêm hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Tiếp tục móc lên giùm mình một bính, bỏ qua ba chân len, 1, 2, 3. Các bạn móc vào chân len thứ tư mũi chữ V tương tự như cái cụm đầu này. Hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Một bính, hai bính và thêm hai mũi kép đơn chung chân này. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Cái đến là một bính. Tiếp tục bỏ qua 1, 2, 3 chân len, móc vào chân len thứ tư này một mũi chữ V tương tự như cái này. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Một, hai bính. Tiếp tục hai mũi kép đơn. 1, 2. Sau đó sẽ làm một bính. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái phần dây bính này giúp mình. Sau khi các bạn móc đến cuối cái hàng thứ nhất, các bạn quay lại móc hàng thứ hai giúp mình. Móc lên giùm mình 1, 2, 3 bính. Sau đó các bạn sẽ móc vào ô chữ V này. Các bạn sẽ móc giùm mình chữ V. Đó là một mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến là hai bính và hai mũi kép đơn chung chân, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Tiếp theo móc lên giùm mình một bính. Bỏ qua ô trống này, móc vào ô trống chữ V này, chữ V tương tự. Tức là hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Hai bính. 1, 2. Và hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết vòng giúp mình, móc lên một bính. Chúng ta sẽ móc vào ô chữ V này, chữ V và cách nhau một bính. Các bạn thực hiện lần lượt cho đến hết vòng. Đến cuối vòng thứ hai, các bạn sẽ móc vào cái chân len cuối cùng ở đây giúp mình một mũi kép đơn. Sau các bạn quay lại móc giùm mình cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn móc tương tự như hàng thứ hai này giúp mình. Móc lên giùm mình 3 bính, 1, 2, 3. Sau đó sẽ móc vào cái ô chữ V này, các bạn móc mũi chữ V tương tự như vậy. Tức là hai mũi kép đơn. Hai bính, 1, 2 và hai mũi kép đơn chung chân.
một mũi kép đơn thứ hai, kế đến một bính và móc vào ô chữ V này, một mũi chữ V, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, hai bính, một hai, và hai mũi kép đơn chung chân, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, sau đó một bính. Các bạn thực hiện tương tự cho đến cuối cái hàng này giúp mình. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ ba, các bạn quay lại móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư các bạn móc lên giùm mình 1 2 3 bính. Và ô đầu tiên ở chữ V đầu tiên các bạn sẽ móc chữ V tương tự giúp mình. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến hai bính và hai mũi kép đơn chung chân, một hai, kế đến các bạn móc cho mình hai bính, một hai, và ô chữ V bên cạnh này các bạn sẽ móc chữ V, đó là bính kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, hai bính và hai mũi kép đơn chung chân, một hai. Kế tiếp sẽ là một bính, hai bính. Như vậy ở cái hàng thứ tư này các bạn sẽ móc giùm mình một chữ V hai bính, một chữ V hai bính và một chữ V vào trong ô chữ V này. Đến cuối vòng thứ bốn các bạn cứ đầu vòng các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn như thế này để chúng ta tăng lên cho nó dễ. Tới hàng thứ năm các bạn quay lại móc lên giùm mình ba bính, một hai ba, và tiếp tục ô chữ V này các bạn sẽ móc chữ V tương tự. Hàng thứ năm các bạn sẽ móc tương tự như hàng thứ bốn giùm mình, một hai mũi kép đơn, hai bính, một hai, và tiếp tục hai mũi kép đơn chung chân, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, kế đến sẽ là hai bính và móc vào trong ô chữ V này, chữ V tương tự, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, hai bính, một hai, và hai mũi kép đơn tiếp tục, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, kế đến sẽ là hai bính. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho những cái ô chữ V còn lại này giúp mình. Sau khi các bạn móc xong giùm mình vòng thứ năm, các bạn quay lại móc vòng thứ sáu giúp mình, móc lên ba bính, một hai ba, và ô chữ V này các bạn sẽ móc chữ V tương tự như vậy, là mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, hai bính, một hai, và hai mũi kép đơn, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép đơn, một hai ba, và ô chữ V này các bạn móc chữ V tương tự, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, hai bính, một hai, và hai mũi kép đơn chung chân, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến các bạn sẽ móc giùm mình ba bính, một hai ba, và các bạn thực hiện tương tự như vậy, ô chữ V ba bính, ô chữ V ba bính. Sau khi các bạn móc xong giùm mình hàng thứ sáu, các bạn quay lại móc hàng thứ bảy giúp mình. Đầu tiên chúng ta cũng móc lên ba bính, một hai ba. Ở cái ô đầu tiên này
Chữ V đầu tiên này các bạn sẽ móc giùm mình chữ V bình một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn. Kế đến hai bính 1 2. Tiếp tục hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Sau đó móc lên giùm mình 4 bính 1 2 3 4. Ô chữ V này, các bạn sẽ móc giùm mình một mũi kép đơn. Kế đến sẽ là 5 bính 1 2 3 4 5 và một mũi kép đơn chung chân. Kế đến 4 bính 1 2 3 4. Sau đó ô chữ V bên cạnh này các bạn sẽ móc chữ V. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Hai bính và hai mũi kép đơn chung chân. 1 2. Như vậy chúng ta sẽ có một cái cụm thứ nhất. Trong cái ô trống này, các bạn sẽ móc giùm mình đầu tiên là 4 bính 1 2 3 4. Hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Kế đến sẽ là 4 bính 1 2 3 4. Như vậy sau khi móc xong cụm thứ nhất này, các bạn sẽ móc 4 bính 2 mũi kép đơn 4 bính. Tiếp tục ở ba cái ô chữ V này, các bạn sẽ móc tương tự như cái cụm thứ nhất này giúp mình. Giờ chúng ta bắt đầu móc cụm thứ hai. Đầu tiên sẽ là 2 mũi kép đơn 1 2. 2 bính và hai mũi kép đơn chung chân. 1 2. Kế đến sẽ là 4 bính 1 2 3 4. Ô chữ V bên cạnh này chúng ta sẽ móc mũi kép đơn thứ nhất. 5 bính 1 2 3 4 5 và mũi kép đơn thứ hai. Kế đến các bạn móc lên giùm mình 4 bính 1 2 3 4. Ô chữ V bên cạnh này sẽ là ô chữ V bình thường. 2 mũi kép đơn. 2 bính và hai mũi kép đơn chung chân. 1 2. Sau đó khoảng trống bên cạnh này các bạn móc 1 2 3 4 bính. Hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ hai. Và tiếp tục 4 bính 1 2 3 4. Các bạn thực hiện tương tự cụm thứ nhất, cụm thứ hai cho một cụm, hai cụm, ba cụm còn lại. Sau khi móc xong 5 cụm ở hàng thứ bảy, mình còn dư một cụm chữ V, một cái ô chữ V cuối cùng. Các bạn sẽ móc chữ V bình thường giúp mình. 1 2 3 4. Một mũi kép đơn. Hai mũi kép đơn, hai bính. Và hai mũi kép đơn. Một bính và mũi kép đơn cuối cùng. Sau đó các bạn quay lại móc hàng thứ 8 giúp mình.
móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Ô đầu tiên này các bạn cũng móc mũi chữ V bình thường. 1, 2, 2 bính. Tiếp tục 2 mũi kép đơn. Kế đến các bạn sẽ móc lên giùm mình 4 bính. 1, 2, 3, 4. Khi các bạn móc xong giùm mình 1 mũi chữ V và 4 bính, các bạn sẽ tới cái cụm đầu tiên này. Các bạn móc giùm mình cái cụm đầu tiên như sau. Ở đây cái chữ V đầu tiên chúng ta sẽ móc mũi chữ V bình thường, một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn chung chân. Kế đến sẽ là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Sau đó tới cái ô chữ V mà 2 mũi kép đơn như thế này, các bạn sẽ móc giúp mình trên đầu chân len sẽ là 1 mũi kép đơn. Trong cái ô trống này các bạn sẽ móc giùm mình 7 mũi kép đơn, 1, 2, 3, mũi kép đơn thứ 4, thứ 5, 6, 7. Và trên đầu chân len này, một mũi kép đơn. Như vậy ở cụm này chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 mũi kép đơn, 2, 4, 6, 8, 9. Kế đến 4 bính, 1, 2, 3, 4. Và ô chữ V này chúng ta móc chữ V bình thường là 2 mũi kép đơn, 1, mũi kép đơn thứ 2, 2 bính, 1, 2 và hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến ở đây chúng ta sẽ móc tương tự như cái hàng dưới, 4 bính, 1, 2, 3, 4. Trên đầu hai chân len kép đơn này các bạn sẽ móc mỗi chân len một mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, chân len kế bên, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến sẽ là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta sẽ xong cụm thứ nhất. Các bạn móc tiếp giùm mình cụm, các cụm còn lại giúp mình. Cứ 3 ô như thế này chúng ta sẽ tính là một cụm. Một mũi chữ V, 9 mũi kép đơn, một mũi chữ V cách nhau 4 bính. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 7, các bạn quay lại móc vòng thứ 8 giúp mình. Ở vòng thứ 8 cũng móc lên giùm mình 3 bính, 1, 2, 3. Vòng thứ 8 ở đây chúng ta là cụm đầu tiên. Do trong cụm đầu tiên này các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên trong chữ V này các bạn vẫn móc chữ V bình thường giúp mình. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, 2 bính, 1, 2 và 2 mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến các bạn sẽ móc giùm mình 2 bính, 1, 2. Sau đó trên chính cái chân len này các bạn sẽ móc giúp mình. Đầu tiên là mũi kép đơn thứ nhất, 1 bính. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai, 1 bính. Mũi kép đơn thứ ba, 1 bính. Mũi kép đơn thứ tư, 1 bính. Như vậy các bạn cứ móc lần lượt trên đầu mỗi chân len một mũi kép đơn và cách nhau 1 bính.
tiếp một bệnh kế tiếp mỗi kép đơn một bệnh và mỗi kép đơn thứ 9 2 4 6 8 9. Sau khi xong một kép đơn thứ 9, các bạn sẽ móc ở đây là 2 mũi bính, và trong ô chữ V này chúng ta sẽ móc chữ V. Một kép đơn thứ nhất, một kép đơn thứ hai, hai bính và hai mũi kép đơn. 1 2. Kế đến tới cái phần 4 bính 2 mũi kép như thế này, chúng ta sẽ móc tương tự như hàng ở dưới, tức là 4 bính. 1 2 3 4. Trên đầu 2 mũi kép đơn này. Xin lỗi các bạn. Mũi kép đơn này. Chúng ta sẽ móc mũi kép đơn thứ nhất. Chân len kế bên. Mũi kép đơn thứ hai. Sau đó sẽ là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta hoàn thành xong cái cụm đầu tiên. Các bạn sẽ móc tiếp cái cụm thứ 2, thứ 3 tương tự như cái cụm đầu tiên này. Tức là ở đây là mũi chữ V, 2 bính. Và trên đầu 9 chân mũi kép này sẽ là 1 mũi kép, 1 bính. Cách ở giữa này 2 bính và 1 mũi chữ V ở đây. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 9, các bạn quay lại móc vòng thứ 10 giúp mình. Móc này giùm mình 3 bính. 1, 2, 3. Và trong cái ô chữ V này, các bạn sẽ móc một chữ V bình thường giúp mình. Một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn chung chân. Kế đến các bạn sẽ móc giùm mình 3 bính, 1 2 3. Ở đây là cái cụm thứ nhất, các bạn sẽ móc cái cụm thứ nhất như sau. Trong ô chữ V đầu tiên, chúng ta sẽ móc một chữ V bình thường, tức là hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Kế đến sẽ là 3 bính, 1 2 3. Và các bạn móc giùm mình trong cái ô trống này sẽ là một mũi đơn, tiếp theo 3 bính, 1 2 3. Ô trống kế bên mũi đơn, 3 bính, 1 2 3. Ô trống kế bên, các bạn sẽ móc lần lượt 3 bính trong ô trống là mũi 1 2 3. Ô trống bên cạnh mũi đơn, 3 bính, 1 2 3. Ô trống bên cạnh mũi đơn, 1 2 3 bính mũi đơn. Tiếp tục 1 2 3 bính mũi đơn. Kế tiếp 1 2 3 bính mũi đơn. Sau khi tới ô này, chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 mũi đơn như thế này. Các bạn móc tiếp giùm mình 1 2 3 bính và móc vào ô chữ V này giúp mình. Chữ V đó là hai mũi kép đơn, hai bính
và 2 mũi cáp đơn chân chân. 1 2 cái đến tới cái dây ở hạt 4 bính và 2 mũi cáp đơn này, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn móc giùm mình 4 bính, 1 2 3 4. Trên đầu chân len này sẽ là 1 mũi cáp đơn, sau đó 3 bính, 1 2 3. Và chân len kế bên sẽ là 1 mũi cáp đơn. Tiếp theo sẽ là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta hoàn thành xong cái cụm đầu tiên như thế này. Các bạn móc tiếp các cụm còn lại tương tự như cụm thứ nhất giúp mình. Đây là cụm thứ hai. Sau khi xong vòng thứ 10, các bạn quay lại móc tiếp giùm mình vòng thứ 11. Móc lên giùm mình 3 bính, 1, 2, 3. Ở đây sẽ là cái cụm đầu tiên. Các bạn sẽ móc cụm đầu tiên như sau. Ở trong ô chữ V, các bạn sẽ móc một chữ V. Chữ V chúng ta sẽ móc 2 mũi cáp đơn, 2 bính và 2 mũi cáp đơn chung chân. Cái đến móc lên giùm mình 1, 2, 3 bính. Tới cái ô bên cạnh này, bỏ qua cái ô trống này, các bạn sẽ móc vào cái ô này 1 mũi đơn, 3 bính, 1, 2, 3. Mũi đơn thứ 2, 1, 2, 3 bính. Mũi đơn thứ 3, 1, 2, 3 bính. Mũi đơn thứ 4, 1, 2, 3 bính. Mũi đơn thứ 5, 1, 2, 3 bính. Mũi đơn thứ 6, 1, 2, 3 bính. Mũi đơn thứ 7, kế đến sẽ là 3 bính, 1, 2, 3. Và mũi chữ V vào trong cái ô chữ V bên cạnh này, bỏ qua khoảng trống kế tiếp. Mũi cáp đơn thứ nhất, mũi cáp đơn thứ hai, 2 bính. Tiếp tục 2 mũi cáp đơn chung chân, 1, 2. Sau đó móc giùm mình 3 bính, 1, 2, 3. Tới cái ô này, các bạn sẽ móc giùm mình trên đầu chân len, chúng ta sẽ móc 1 mũi cáp đơn. Trong cái ô trống này sẽ móc giùm mình mũi cáp đơn thứ 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy trong ô trống này chúng ta sẽ móc 5 mũi cáp đơn và thêm 1 mũi cáp đơn ở trên đầu chân len. Vậy cái ô này chúng ta sẽ có là 7 mũi cáp đơn tất cả, sau đó là 3 bính, 1, 2, 3. Như vậy chúng ta sẽ sang cụm thứ hai. Cụm thứ hai các bạn cũng móc tương tự như cái cụm thứ nhất giúp mình. Mũi chữ V, cái này là 3 bính 1 đơn, mũi chữ V, và ở đây là 7 mũi cáp đơn tương tự như này. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 11, các bạn quay lại móc tiếp giùm mình vòng thứ 12. Đầu tiên cũng móc lên giùm mình 3 bính, 1, 2, 3. Ở đây chúng ta dư một mũi chữ V, cho nên các bạn sẽ móc giùm mình một mũi chữ V bình thường ở đây trước. 1, 2 mũi cáp đơn, 1, 2 bính và 2 mũi cáp đơn, 1, 2. Kế đến chúng ta sẽ tới cái cụm đầu tiên này. Một cụm của chúng ta sẽ có là 2 mũi chữ V, 1 mũi dâu như thế này và 1 mũi cuối cùng. Các bạn móc giùm mình 1, 2, 3 bính.
ô chữ V đầu tiên của cái cụm thứ nhất, các bạn móc chữ V bình thường 2 mũi kép đơn, 2 bính và 2 mũi kép đơn chung chân. 1 2 cái đến 3 bính, 1 2 3. Bỏ qua ô trống này, các bạn móc vào ô trống ở trên cái phần trái dầu. Mũi đơn 3 bính, 1 2 3. Mũi đơn thứ hai 3 bính. Mũi đơn thứ ba 3 bính. Mũi đơn thứ tư 3 bính. Mũi đơn thứ năm 3 bính. Mũi đơn thứ sáu kế đến sẽ là 1 2 3 bính. Ô chữ V, chúng ta sẽ móc chữ V. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, 2 bính và 2 mũi kép đơn. 1 2 kế đến sẽ là 3, 1 2 3 bính. Và tới cái ô này, ô 7 mũi kép đơn, các bạn cũng móc 7 mũi kép đơn và chê. Mũi kép đơn thứ nhất, sau đó 1 bính. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai, 1 bính. Mũi kép đơn thứ ba, 1 bính. Mũi kép đơn thứ tư, 1 bính. Mũi kép đơn thứ năm, 1 bính. Mũi kép đơn thứ sáu, 1 bính. Mũi kép đơn thứ bảy, mũi kép đơn thứ bảy chúng ta sẽ móc ở đây là 3 bính. 1 2 3. Như vậy là xong cái cụm đầu tiên. Các bạn sẽ móc tiếp cho cái cụm thứ hai, tương tự như cái cụm đầu tiên giúp mình. Ô chữ V, cái này cũng 3 bính 1 đơn. Ô chữ V và trên cái 7 mũi kép đơn này, chúng ta sẽ móc tương tự như ở đây. Sau khi các bạn móc xong cái vòng thứ 12, các bạn quay lại móc cái hàng thứ 13 giúp mình. Móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Ở đây chúng ta có cụm đầu tiên như thế này. Các bạn móc cụm đầu tiên giúp mình. Ô chữ V, chúng ta cũng móc chữ V tương tự như những hàng trước. 2 mũi kép đơn, 2 bính. Kế đến 2 mũi kép đơn chung chân. 1 2. Kế tiếp sẽ là 3 bính, 1 2 3. Bỏ qua ô trống này, các bạn móc vào cái ô móc trái dâu này. 1 mũi đơn thứ nhất, 1 2 3 bính. Mũi đơn thứ hai, 1 2 3 bính. Mũi đơn thứ ba, 1 2 3 bính. Mũi đơn thứ tư, 1 2 3 bính. Mũi đơn thứ năm, kế đến 3 bính, 1 2 3. Và ô chữ V bên cạnh này, chúng ta sẽ móc chữ V bình thường. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, 2 bính và 2 mũi kép đơn chung chân. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, kế đến 3 bính, 1 2 3. Các bạn móc cái ô này 2 4 6 7 tương tự như cái hàng dưới.
tức là 7 mũi cáp đơn 7 bính. Mũi cáp đơn thứ nhất 1 bính, mũi cáp đơn thứ hai 1 bính, mũi cáp đơn thứ ba 1 bính, mũi cáp đơn thứ tư 1 bính, mũi cáp đơn thứ năm 1 bính, mũi cáp đơn thứ sáu 1 bính, mũi cáp đơn thứ bảy. Sau khi xong 7 mũi cáp đơn này, các bạn sẽ móc giùm mình 3 bính, 1 2 3. Như vậy là chúng ta sẽ xong cái cụm đầu tiên như thế này. Các bạn móc tiếp giùm mình cái cụm thứ hai tương tự như cái cụm thứ nhất, ô chữ V, và cái này 3 bính 1 mũi đơn, 3 bính 1 mũi đơn. Ở đây sẽ là 7 mũi cáp đơn và 6 mũi bính. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 13, các bạn quay lại móc tiếp giùm mình vòng thứ 14, móc lên 1, 2, 3 bính. Ở chữ V này các bạn sẽ móc chữ V 1 2 2 bính, tiếp tục 2 mũi cáp đơn chung chân. Mũi cáp đơn thứ nhất, mũi cáp đơn thứ hai. Kế đến 3 bính 1 2 3. Sau đó chúng ta sẽ tới cái phần cụm đầu tiên này. Đầu tiên ô chữ V, các bạn cũng móc chữ V tương tự. Mũi cáp đơn thứ nhất, mũi cáp đơn thứ hai. 1 2 bính. Tiếp tục 2 mũi cáp đơn, 1 mũi cáp đơn thứ hai. 3 bính, 1 2 3. Tới cái phần trái dâu này, các bạn sẽ móc và trên cái 3 bính này 1 mũi đơn thứ nhất. 3 bính 1 2 3. Mũi đơn thứ hai. 3 bính. Mũi đơn thứ ba. 3 bính. Mũi đơn thứ tư. Sau đó sẽ là 1 2 3 bính. Và ô chữ V này các bạn sẽ móc chữ V. Hai mũi cáp đơn, 2 bính và 2 mũi cáp đơn chung chân. 1 2. Kế đến móc lên 1 2 3 bính và tới cái phần 7 mũi cáp đơn này. 7 mũi cáp đơn này các bạn sẽ móc như sau: chân mũi cáp đơn đầu tiên, sau đó 2 bính 1 2 và chân mũi cáp đơn thứ hai. Các bạn cứ móc 2 bính 1 mũi cáp đơn trên đầu mỗi chân mũi cáp đơn. Mũi cáp đơn thứ ba 2 bính. Mũi cáp đơn thứ tư 1 2 bính. Mũi cáp đơn thứ năm 2 bính. Mũi cáp đơn thứ sáu 2 bính. Mũi cáp đơn thứ bảy. Kế bên đây sẽ là 1 bính, 2 bính, 3 bính. Như vậy chúng ta sẽ hoàn thành xong cái cụm đầu tiên như thế này. Các bạn móc tiếp cho các cụm còn lại tương tự như cái cụm đầu tiên. Ở chữ V chúng ta sẽ móc chữ V. Ở đây là 3 bính 1 mũi đơn vào đây. Và trên cái cụm 7 cáp đơn này sẽ là 1 cáp đơn 2 bính, 1 cáp đơn 2 bính. Tương tự như thế này. Sau khi các bạn móc xong vòng 14, các bạn quay lại móc vòng 15 giúp mình. Móc lên giùm mình 1, 2, 3 bính. Ở đây là cái cụm đầu tiên. Như vậy chúng ta sẽ móc vào trong cái ô chữ V này. Chữ V thứ nhất,
Mũi cáp đơn thứ hai, hai bính và tiếp tục hai mũi cáp đơn. Sau đó các bạn móc cho mình 3 bính. Bỏ qua ô trống này, tới cái phần trái dâu. Chúng ta sẽ móc vào trên cái bính này, trong cái bính này. Mũi đơn thứ nhất. 1 2 3 bính. Mũi đơn thứ hai. 3 bính. Mũi đơn thứ ba. Sau đó 3 bính, 1 2 3 và tới cái phần chữ V này, các bạn móc ô chữ V. 2 mũi cáp đơn, 1 2 1 2 bính. Và tiếp tục 2 mũi cáp đơn, 1 2. Sau khi các bạn móc xong cái phần mũi chữ V này, chữ V quả dâu, chữ V, tới cái phần 7 mũi cáp đơn này, các bạn móc tăng giùm mình. Ở đây sẽ móc 3 bính, 1 2 3. Trên đầu mũi cáp đơn này các bạn móc giùm mình 2 mũi cáp đơn chung chân, 1 2. Kế đến sẽ là 2 bính. Trên đầu cáp đơn kế bên 2 mũi cáp đơn, 1 2. Tiếp tục 2 bính. Chân cáp đơn thứ 3. 2 mũi cáp đơn chung chân. 2 bính. Chân thứ 4. 2 mũi cáp đơn. 2 bính. Chân thứ 5. 2 mũi cáp đơn chung chân. 2 bính. Chân cáp đơn thứ 6. Như vậy trên đầu mỗi chân cáp đơn các bạn sẽ móc 2 mũi cáp đơn, 2 bính. Và chân cáp đơn thứ 7. 1 2. Kế đến các bạn móc 3 bính, 1 2 3. Như vậy chúng ta hoàn thành xong cái cụm đầu tiên này. Các bạn móc cái cụm thứ hai tương tự như cái cụm đầu tiên và cho các cụm còn lại. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ 15, các bạn quay lại móc hàng thứ 16 giúp mình. Hàng thứ 16 các bạn cũng móc tương tự như vậy. Ở hai cái mũi chữ V đầu tiên các bạn sẽ móc lên 3 bính mũi chữ V, 3 bính mũi chữ V. Sau đó ở đây là 3 bính, 1 mũi đơn, 3 bính, mũi đơn thứ 2, 3 bính, 1 mũi chữ V. Kế đến là tới cái phần cuối cùng của cụm thứ nhất. Cái phần xòe này các bạn sẽ móc giùm mình 1, 2, 3, 4 bính. Và ở trên hai chân len này các bạn sẽ móc mỗi chân len một mũi cáp đơn. Mũi cáp đơn thứ nhất, mũi cáp đơn thứ hai. Sau đó là 2 bính. Tiếp tục 2 mũi cáp đơn và 2 chân len cáp đơn trên này. Một, hai bính. Tiếp tục các bạn cứ móc cho mình 2 bính và 2 mũi cáp đơn, 2 bính, 2 mũi cáp đơn cho đến hết cái 2, 4, 6, 8, 10 mũi cáp đơn này. Sau khi các bạn móc xong giùm mình 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mũi cáp đơn ở đây, các bạn sẽ móc bên này là 4 bính, 1, 2, 3, 4. Và bắt đầu qua cái cụm thứ hai, các bạn sẽ móc tương tự như cái cụm thứ nhất này giúp mình. Sau khi các bạn móc xong giùm mình hàng thứ 16, các bạn quay lại móc hàng thứ 17 giúp mình, móc lên 3 bính. 1 2 3.
Ở đây là cụm đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào trong ô chữ V này giúp mình. Chữ V như thường, hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Cái đến các bạn móc lên giùm mình 3 bính. 1 2 3. Tới cái phần quả dâu này, các bạn móc vào đây giùm mình 1 mũi dời. Sau đó móc lên giùm mình 3 bính. 1 2 3. Tới cái phần ô chữ V này, các bạn sẽ móc giùm mình chữ V. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, hai bính và hai mũi kép đơn. 1 2. Sau đó móc lên giùm mình 4 bính. 1 2 3 4. Tới cái phần xòe này, các bạn sẽ móc giùm mình 3 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai chân chân và chân len kế bên, mũi kép đơn thứ ba. Sau đó hai bính ở hai đầu mũi kép đơn phía dưới này, các bạn sẽ móc tương tự hai mũi kép đơn chân chân, kế bên sẽ là một mũi kép đơn, hai bính. Các bạn lặp lại giùm mình thêm 5 lần nữa cho 1 2 3 4 5 trên đầu hai mũi kép đơn dưới này. Sau khi các bạn móc xong cái phần xòe này, ở đây sẽ là 4 bính, 1 2 3 4 và một mũi chữ V vào cụm thứ hai. Hai bính, hai mũi kép đơn, 1 2. Các bạn thực hiện cụm thứ hai tương tự như cụm thứ nhất này giúp mình. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 17, các bạn quay lại móc vòng thứ 18 giúp mình. Móc lên giùm mình 1 2 3 bính. Ở chữ V này các bạn sẽ móc chữ V giúp mình. Một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, hai bính và hai mũi kép đơn. 1 2. Sau đó các bạn móc giùm mình 1 2 3 bính và qua cái cụm đầu tiên này. Ở đây mũi chữ V, các bạn sẽ móc chữ V giúp mình. Mũi kép đơn thứ nhất, thứ hai, hai bính, kế đến là hai mũi kép đơn chung chân. 1 2. Tới cái phần quả dâu này, các bạn bỏ qua, móc vào cái ô chữ V này một chữ V tương tự. 1 bính, một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn, sau đó hai bính và tiếp tục hai mũi kép đơn. 1 2. Cái đến bên cạnh sẽ là 1 bính, 2 bính, 3 bính, 4 bính. Và tới cái phần xòe này, phần xòe này các bạn móc tương tự như cái hàng phía dưới.
Tức là các bạn móc 3 mũi kép đơn trên đầu, 3 chân kép đơn ở dưới. Mũi kép đơn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Kế đến là 2 bính. Tiếp tục 3 mũi kép đơn. 1 2 3 và 2 bính. Các bạn lặp lại 3 mũi kép đơn 2 bính cho 1 2 3 4 4 cụm, và ở đây cái cụm cuối cùng này sẽ là 3 mũi kép đơn giúp mình. Sau khi các bạn móc xong cụm thứ nhất này, ở đây các bạn sẽ móc 4 bính để qua cái cụm thứ hai. 1 2 3 4 và các bạn móc cái cụm thứ hai tương tự như cái cụm thứ nhất này giúp mình. Tức là chúng ta sẽ móc 2 mũi chữ V và ở đây là 4 bính, 3 mũi kép, 2 bính, 3 mũi kép cho đến hết cái ô xè này. Sau khi các bạn móc xong vòng thứ 18, các bạn quay lại móc vòng thứ 19 giúp mình. Móc lên giùm mình 1, 2, 3 bính. Ở đây là cái cụm đầu tiên, các bạn sẽ móc giùm mình ở mũi quả dâu này, các bạn móc cụm 4, 1, 2, rồi các bạn móc qua cái ô chữ V bên cạnh này giúp mình, 3, 4, sau đó mới rút hết len qua. Kế đến sẽ là 6 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tới cái phần ô xòe này, các bạn sẽ móc giùm mình mũi cụm 3 ở đây. 1, 2, lấy qua 2 sợi. Tiếp tục 3, lấy qua hết 4 sợi giúp mình. Sau đó móc lên 6 bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mũi cụm 3 bên cạnh các bạn chụm lại giúp mình, lấy qua 2 sợi. Sau đó lấy qua 2 sợi vòng len, lấy qua 2 sợi, sau đó lấy qua hết 4 sợi. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái mũi xòe này. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân áo này, các bạn sẽ móc cái phần cổ giúp mình. Các bạn dùng mũi dời nối vào cái phần đầu tiên này, ở hàng này chúng ta sẽ móc vào cái chân phía sau này, chân đó. Các bạn móc lên giùm mình 1, 2, 3 bính. Cùng chân len này các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn, 2 bính và thêm 2 mũi kép đơn chung chân. 1, 2. Sau đó các bạn bỏ qua giúp mình ô len này, các bạn móc vào cái ô kế tiếp giùm mình mũi chữ V tương tự như vậy. Các bạn chỉ móc ở cái chân phía ngoài thôi giúp mình. 1, 2 bính. Và tiếp tục 2 mũi kép đơn. Ok,
Kế đến qua cái chân ô chữ V bên này, các bạn lại móc tiếp tương tự giúp mình. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, sau đó là hai bính và hai mũi kép đơn, một hai. Các bạn thực hiện tương tự cho đến hết cái hàng này giúp mình. Cứ trên đầu cái chân mũi chữ V này, các bạn sẽ móc mũi chữ V như vậy. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ nhất của phần cổ, các bạn quay lại móc hàng thứ hai giúp mình. Các bạn dùng mũi dời dời qua giúp mình vào trong giữa cái ô chữ V này. Mũi dời thứ nhất, mũi dời thứ hai và thêm một mũi dời vào trong đây. Các bạn móc lên giùm mình 1 2 3 bính. Ô này các bạn sẽ móc thêm giùm mình mũi kép đơn thứ 2, mũi kép đơn thứ 3. Tức là chúng ta tính luôn 3 bính đầu như là một mũi kép đơn. Sau đó sẽ là 2 bính và 3 mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất. Mũi kép đơn thứ 2. Mũi kép đơn thứ 3. Tiếp tục các bạn móc vào ô chữ V thứ 2 này tương tự 3 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ 2, mũi kép đơn thứ 3. Kế đến sẽ là 2 bính và 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái hàng này giúp mình. Chúng ta sẽ móc vào giữa ô chữ V này 3 mũi kép đơn, 2 bính, 3 mũi kép đơn. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ hai, các bạn quay lại móc hàng thứ ba giúp mình. Ở hàng này các bạn cũng đầu tiên các bạn sẽ dời 1 2 3 và một mũi vào trong cái ô trống này. 4 mũi dời tất cả, các bạn móc lên 1 2 3 bính. Và ở hàng thứ ba các bạn móc giúp mình tương tự như hàng thứ hai. Tức là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đơn, 2 bính và lại 3 mũi kép đơn, mũi kép đơn thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Ô chữ V bên cạnh này các bạn cũng móc tương tự 3 mũi kép đơn, 1 2 3 2 bính và 3 mũi kép đơn. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái hàng này giúp mình. Móc vào trong những cái ô chữ V này. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ ba, các bạn quay lại móc hàng thứ tư giúp mình. Ở mỗi đầu hàng các bạn sẽ dùng mũi dời dời vào ở giữa cái chữ V giúp mình. Sau đó móc lên giùm mình 1 2 3 bính. Ở hàng này các bạn sẽ móc giùm mình 4 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ 3, tính 3 bính đầu như là một mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ 4, một bính. Và tiếp tục 4 mũi kép đơn vào trong cái ô trống này giúp mình. 1 2 3 4. Các bạn lại móc tiếp vào cái ô chữ V bên cạnh này 4 mũi kép đơn, một bính và 4 mũi kép đơn. 1
2, 3, 4, 1 bính, 4 mũi kép đơn, 1 mũi kép đơn thứ 2, 3, 4. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết hàng giúp mình. Chúng ta cứ móc vào ở giữa mỗi cái ô chữ V này. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ tư này, các bạn nối cái len màu khác giúp mình để làm phần viền. Ở đây mình sẽ làm viền cổ và viền ở dưới cái phần chân áo này. Các bạn dùng mũi dời, các bạn nối vào cái chân len đầu tiên. Sau đó móc lên giùm mình một bính. Các bạn móc tiếp giùm mình mũi đơn thứ 2, mũi đơn thứ 3. Như vậy cái bính đầu tiên chúng ta tính là một mũi đơn. Sau đó ở cái chân mũi đơn thứ 4, các bạn sẽ móc giùm mình mũi đơn thứ 4 và móc lên 1, 2, 3 bính và một mũi dời và chân len thứ tư này. Kế đến các bạn móc tiếp giùm mình 4 chân len tiếp theo, mỗi chân len một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, thứ hai, ba, 4. Và chân len thứ tư này các bạn sẽ móc lên 1, 2, 3 bính và một mũi dời. Các bạn sẽ làm lần lượt như vậy cho đến hết cái hàng này giúp mình. 4 bính mình làm lại. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ từ và móc lên 1, 2, 3 bính, tạo một cái nút ở đây, các bạn dùng mũi dời nối vào cái chân đầu tiên. Như vậy các bạn sẽ thực hiện lần lượt cho đến hết cái hàng và các bạn quay lại cái phần gấu áo này, các bạn cũng làm đường viền như vậy giúp mình. Sau khi các bạn hoàn thành xong cái phần viền cổ này, 4 mũi đơn và 1 4 mũi đơn và 1 mũi 3 bính mũi dời ở đây, các bạn làm cái phần viền dưới cái phần tà áo này cũng giống như vậy giúp mình. Cứ 4 mũi đơn mà trên đầu mũi đơn thứ tư các bạn sẽ làm 3 bính và 1 mũi dời để tạo thành những cái nút này. Sau khi hoàn thành, các bạn làm giùm mình một sợi dây bính. Cái này mình chập hai sợi dây màu đỏ màu trắng lại để móc một đoạn dây bính. Đoạn dây bính này các bạn làm xong sẽ luồn qua cái phần cổ và làm hai quả bom bom trang trí như thế này. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong một cái áo choàng cho bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.